Sau nhật xin chào các bác nha. Hôm nay em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác chiếc máy hút ẩm Mitsu chân voi này. Năm nay thì bên em bán máy hút ẩm sớm. Thực ra là anh em khác họ bán từ rất là lâu rồi đấy. Năm nay có cái thời tiết rất buồn cười là mùa hè độ ẩm rất là cao, trời nắng nóng kinh khủng nhưng mà độ ẩm không bao thấy dưới 70% hôm nào luôn. Đấy. Trong ngày hôm nay em quay thì độ ẩm đang kịch khung 99 các bác này. Không khác gì những ngày nồm thì ở cái mức là chưa ướt nhà thôi, chứ còn thực ra là trong nhà nó cũng rất là nồm ẩm rồi. Đấy. Mình tranh thủ mua sớm các bạn, vừa có thời gian test máy và đến lúc nồm ẩm cao cái mình có máy dùng luôn. Mà kể cả như hôm nay thời tiết như này là nhiều bác bây giờ nhà có hút ẩm là cũng lôi ra dùng rồi đấy ạ. Bảo vệ các cái đồ điện tử thiết bị gia đình, tránh ẩm mốc, chăn ga gối đệm giường tủ, nhà cửa sạch sẽ, quần áo nó thơm tho các bác nhé. Hút ẩm làm cho khô ráo cái phòng nhà mình đi. Đây là một cái con chân voi dòng cao cấp nhất của Mitsubishi, sản xuất tại Nhật luôn các bác nhé, Made in Japan, Nhật Bản. Nói về chân voi thì em không phải quảng cáo nhiều rồi, nó quá khủng. Đấy. Ngoài cái chức năng hút ẩm ra thì tất cả các máy hút ẩm đều có chức năng sấy quần áo. Các bác cứ cho trong một cái phòng nhỏ mình hút ẩm đi thì quần áo các bác khô sạch cực thơm luôn. Đấy là chức năng hút sấy quần áo các bác nhé. Máy này thì có thể cài đặt độ ẩm theo ý được các bác này. Các bác cài xuống độ ẩm phòng 70% nhé. Đây là báo độ ẩm môi trường này, xuống 65 này, đấy, tùy ý mình luôn, 60 hút xuống 50 cũng được. Sau khi bấm nó sẽ quay lại báo độ ẩm môi trường. Máy này nó chỉ hiển thị đến 80 là kịch thôi. Còn đây các chế độ mình hút tốc độ cao này, hút yếu này, nhiều chế độ hút, auto, hẹn giờ thế này, đảo cánh gió, rất dễ dùng các bạn. Giao diện tiếng Anh nhé, hàng Nhật, giao diện tiếng Anh, điện 220V, rất tiện lợi luôn. Em bán hút ẩm bây giờ thì chủ yếu là bán dòng 220V các bạn ạ. Nó tiện lợi cho các bác, chứ còn bây giờ máy hút ẩm này lỉnh kỉnh lôi theo cục nguồn mang đi thì sự nó cũng không hay lắm. Hút được 22,5 lít một ngày. 320W 14,4 kg. Sản xuất tại Nhật các bạn nhé. Đây là bình nước. Con này thì bình nước khá là to, bình nước to lắm, chứa được nhiều nước. Đấy. Đẹp mỹ mãn luôn, vỏ nguyên bản các bạn, chất còn rất mới nhá. Chiếc này thì bên em bán là 5,5 triệu, 5,5 triệu các bạn nhá. Các bạn nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên này, một con hút ẩm cực đẹp luôn. Đấy. Điện 220V, giá chưa phí vận chuyển. Chào các bác nhé.